tôi thì nó ăn thử nó cho. Ý sợ. Ê ơi, tôi cái đốt đốt cá lên để lấy thịt để nấu canh mình ạ. Nó không cháy cả. Rớm rồi chả cháy nè. Rồi. Tao bảo mày đốt cá thì kia mày chui sao lại cho ra kia xong cho đấy. Ở đây nó tiện rơm. Rồi thôi đi. Đi đi hái rau ngót đi. Không làm được cái gì. Đốt mày định đốt đống rơm của tao à? Trước nó đã đốt đốt hẳn một cái đống to dùm tao rồi. May đấy. Chỉnh cho cái là phá. Đốt này đây, thế này có phải kia không? Cách nó ra nhỉ? Ngu. Mọi người biết làm mì rau ngót để làm gì không? Để nhà mình làm quả canh rau ngót nhé để ăn cơm nha mọi người nha. Ăn ngon lắm, sướng lắm. Ngọt lư luôn. Nói chung là sẽ rất là ngon đấy, món này sẽ rất là ngon đấy mọi người nhé. Lâu lắm rồi mình không ăn cũng thèm phết. Bây giờ phải cạo sạch đi xong bóc thịt nó ra. Giả dụ như con này này. Nó mà to to được như con này ấy, thì đẹp này. Còn mấy con kia nó bé quá. Sự không biết bóc kiểu gì. Đấy, bóc thịt nó ra lấy nguyên thịt thôi. Đáng nhẽ phần xương với kia phải xay nó ra ấy. Nhưng mà thôi anh em mình lấy thịt thôi. Ê, thơm ngon tuyệt vời. Cá rô đồng đốt thì ngon lắm. Không biết cá rô đồng giếng nó có ngon không. Con này mà đổi chủ là anh không có sữa uống đâu.
Thế nào? Nó chích một phát ra một mình luôn. Con đang sòng chèm. Con này chưa đặt tên mọi người ạ. Không biết nên đặt tên nó là gì. Con này là khỉ sói. Hả? Em này thì rất ngoan, không như em lợn ngày trước là ăn là cứ ỉa tùm lum ra đâu. Em này cứ chạy theo người này. Nó cứ chạy theo rồi. Đó. Mày bây giờ mày ra mày tắm cho nó đi. Tắm á? À thôi, để tí nữa. Tí nữa nắng lên mày tắm. Này. Con này nó ăn rất là kinh. À, em này chỉ chuyên thích uống sữa này với lại ăn không ăn cám viên lung tung. Rau củ quả. Nó kén ăn lắm. Đó. Ăn cơm chán sữa này. Em này là nó bị còi này. Đại nó ngay cái to lắm. Tao nó pha là nó cơ. Nhưng nó bị còi là mẹ của Monica nuôi lôi vào để cho nó uống sữa ấy. Thế là nó vừa đầu nó kẹt cổ con này. Nó gầy nho mà xong rồi mẹ Monica nuôi là mãi rồi mình béo này. Thôi bỏ đi ra đây lấy củi kho đi cái đó. Nhưng mà nó cứ chạy theo tiếp theo này. Chơi đó. Đây sẽ là bát canh huyền thoại của anh em mình nhé. Ngày xưa mình hay ăn canh này lắm. Trời, rau ngót mày vỏ chưa kỹ này. Đấy là được rồi, em nấu ở nhà em chẳng vỏ. Toàn bộ số gọi là cá của anh em mình đây nhá mọi người nhá. Được ít nhỉ anh nhỉ? Ngon nhất là cái trứng này. Thế em cắt côn chứ gì. Lấy nước. Sắp xong rồi. Cái gì là nước á? Cơm nước đầy đủ. Làm một bát tươi ngon tủng đồ nữa. Này anh ơi. Để em đi vào em cầm cơm. Nó đang ngấm gia vị của vào cá đó mọi người. Đấy, chỉ như cá sô đông thì nó thì thôi rồi. Lâu lắm rồi mình mới ăn cái món này đấy. Đơn giản nhưng mà nó lại rất là ngon nhé. Trên cả tuyệt vời. 29 là thôi. Ok. Đấy, đây. Mọi người xem bát canh của anh em mình nhá. Lâu lắm rồi không được ăn canh rau ngót à. Lâu lắm rồi đấy. Hôm nay nhà mình đi vắng hết nên là anh em mình quyết định là ăn cơm nguội. Trứng này mọi người. Ôi. Ôi. Trời ơi. Đấy, lên trên này ăn cho mát. Nào. Thôi em xin bắt cơm. Lười nấu cơm còn mỗi tí cơm nguội thế mà lúc nãy để em đi bắt cơm. Anh bảo là con cơm nguội rồi. Ôi trời ơi, để em đi bắt cơm. Đấy, làm ít ăn ít thôi. Chán nước canh á. Chán nước canh vào. Ngọt lắm mọi người ạ. Ngọt lắm. Nói chung là suýt vì mấy con cá rô này mà mình lại mất một đống rơm. Thằng này không để ý một tí là nó gọi là ăn thì ít mà phá thì nhiều. Dập tốt. Có đốt xem mày dập tốt không? Thì... Này chỉ độ tầm 30 giây nữa rau mà không về kịp thì thôi xong luôn. Tại anh không làm rơm gọn này. Nó đang hái rau ngót. Mình đang hái rau ngót thì nhìn thấy bốc khói. Thôi tôi cho nó đi hái luôn. Ăn cho nhiều cá nè. Đấy. Hái nó kẹp với rau nha. Mời tất cả mọi người nha. Ngọt lắm. Ăn mọi cơm người. Của em mình. Quên mời mọi người nhá. Ngọt lắm. Ngọt rồi. Lâu lắm rồi mình mới có cơ hội ăn lại cái món này. Tuyệt vời. Ngọt lắm rồi ạ. May có một con có trứng. Con đấy nó còn béo béo. Mình biết tại sao cá rô đồng ở dưới giếng nhà mình nhiều rồi. Nó có một cái nắp ở trên giếng ấy. Tháng nay mở ra cái thấy đầy giấy với dán ấy. Kiểu nó bấu ở đấy á. Nó mà rơi xuống là cá rô có thịt luôn. Xong nó bể. Nhưng mà đáng lẽ ra ấy. Càng ngày nó càng nhiều đúng không? Nó để ra đúng không? Nhưng mà tại sao giếng nó cũng chỉ có một số con gọi là không có nhiều hẳn đâu. Nó chỉ gọi là
cho anh em mình bắt ở chắc độ tầm 2-3 tất tân tật ở dưới giếng, chắc độ tầm được 20-30 con rồi. Mà nó cứ mãi thế thôi. Đáng nhẽ ra qua năm này năm khác nó phải để nhiều chứ nhỉ. Nó để nhiều trong con gà lại chết. Chết kịp đấy. Ngọt lắm mọi người, nấu canh rau ngót với cá ngọt tuyệt vời luôn. Nhưng mà cơm nguội hình như sống trống ấy. Phải không? Sống trống. Mày vò rau ngót tuyệt kỹ nhỉ. Nhưng em mình chẳng vò ấy. Không vò hả? Không. Không biết thưởng thức. Làm thì ít, ăn thì nhiều, phá thì lắm. Hết đúng rồi. Ngày trước mình mất một đống rơm với mau lệ rồi. Lỡ tay. Lỡ tay. Tao ngờ khói ra người ta tưởng cháy nhà. Cả xóm chạy đang xem không dập được. Nhưng mà nó cháy hết mặt ngoài, ở trong nó cháy âm ỉ đến 3 ngày mới xong. Rau ngót rồi. Nó cơm vào nè. Rau mùng tơi nè. Rau mùng tơi thì mình không thích ăn. Em thích ăn lắm. Em thích ăn cả rau đay nữa. Rau đay nó nhớt. Rau đay nấu nấu canh cua mọi người ạ. Canh cua đồng ấy, tuyệt vời luôn. Con rau ngót là hợp nhất cả rau đồng này. Cả rau đồng này. À, ở dưới Hải Dương có vẻ là ở Hải Dương có cái món canh cá rô đồng với lại rau muống luôn. Ta được thưởng thức một lần rồi. Nhưng mà do đầu bếp mà bạn mình ở Hải Dương nấu gọi là chản chùa. Lại còn bóc thịt ra bên kia này, ui, ăn như kiểu đấy. Không ngon bằng rồi. Canh rau đồng, à rô đồng rau ngót mọi người. Ngọt nhỉ. Ngon. Nước thịt cá nó ra hết rau, ăn rau sướng hơn. Nó ngọt. Một bữa mát. Đơn giản, ngon. Hôm nay mới hết nắng ấy, chứ không nếu mà nắng như hôm qua hôm kia ngồi trên mái tôn này á, khô luôn, chết toi. Chắc là hết nắng rồi. Hôm nay mát. Lâu lắm mới được bát canh ngon mọi người ạ. Nhưng mà hết mất cơm ra ăn cơm nguội. Tớ bảo mới bắt cơm nhưng không bắt. Em bảo em đi bắt cơm. Em bảo là ăn thế đủ rồi. Ăn thế đủ rồi. Tao là ăn thế nó bảo là đủ ăn. Tao ăn đủ thôi. Tao có tính mày đâu. Thôi nói chung clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây. Nếu thấy clip của anh em mình hay nhớ để lại cho anh em mình một like, một share, một comment phía dưới bình luận và một đăng ký kênh bên chung bên cạnh nha. Chào tất cả mọi người. Bye bye tất cả.